Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để có thể nhận được các chương trình AirDrop từ các kèo xổ số bằng cách claim cái chương trình AirDrop của họ thông qua ví Trust Wallet nhé. Đầu tiên các bạn mở ví Trust Wallet của các bạn lên này. Đây là một cái cách để mình sẽ hướng dẫn chung cho các bạn tham gia tất cả những cái kèo mà kèo xổ số ấy để các bạn có thể claim những cái đồng token miễn phí. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về một cái đồng có ký hiệu là MVEDA. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở cái DApp của nó, DApp của ví Trust này. Các bạn sẽ copy cái link tham gia AirDrop. Sau đấy các bạn nhấn vào phần Enter. Ví dụ như thế này nhá. Đây là cái giao diện để các bạn có thể nhận được cái chương trình AirDrop này. Và các bạn sẽ phải để ý rằng các bạn sẽ phải sử dụng mạng Binance Smart Chain để có thể sử dụng nhận được các chương trình AirDrop. Các bạn chọn Smart Chain cho mình. Ok, sau khi các bạn chọn Smart Chain thì các bạn sẽ xem các cái thông số này. Và ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể tham gia claim thôi nhé. Chúng ta còn bạn nào mà không thích thì có thể bạn nào mà muốn thì có thể xem tham khảo những cái chương trình buy token này 0.1 BNB. Các bạn sẽ nhận được 100 triệu token MVEDA này và 10 BNB thì các bạn sẽ nhận được 100 tỷ token. Đấy. Thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách claim nhé. Cách claim thì các bạn sẽ nhận được 1 triệu token MVEDA và các bạn sẽ phải mất một ít phí BNB để có thể nhận được các chương trình AirDrop nhé. Đấy, các bạn nhấn claim here này. Đấy, thì các bạn nhấn vào phần kết nối cho mình. Thì nó sẽ ra một cái xác nhận giao dịch. Thì chúng ta sẽ phải chấp thuận ở trên này. Các bạn có thể thấy là phí chưa tới, nó chỉ là 0.1 BNB thôi nhé. Các bạn nhấn chấp thuận này. Đấy, thì sau khi các bạn nhấn chấp thuận thì chương trình AirDrop sẽ trả token về ví chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi. Đấy, đây, và các bạn sẽ phải có một cái bước nữa, đó là đây, các bạn quay trở về ví của các bạn này, vào phần ví này, các bạn sẽ copy cái địa chỉ ví này, sao chép địa chỉ ví này, sau đấy các bạn trở về DApp và các bạn truy cập lại cái trang cũ của mình. Thì các bạn sẽ copy cái địa chỉ ví vào đây, miễn là mạng Binance Smart Chain nhé. Sau đó các bạn nhấn Get Repro Link thì các bạn sẽ có được đường link rep của các bạn. Thì mỗi một lần giới thiệu thì các bạn sẽ nhận thêm bonus từ việc người mà các bạn giới thiệu claim và buy cái token MVEDA này nhé. Các bạn copy. Tiếp theo nữa này là các bạn sẽ phải add smart contract của cái đồng token này vào ví MetaMask để nó hiển thị ở trên. Ở đây thì các bạn có thể thấy ở phần thông báo ấy. Phần thông báo là các bạn đã nhận được 1 triệu token. Đây, 1 triệu token. Thì các bạn sẽ phải add smart contract của cái token này vào ví thì các bạn mới có thể hiển thị được cái ví nhá. Ok, đây thì mình sẽ lấy cái smart contract của cái đồng token mà chúng ta vừa claim xong. Bạn truy cập vào. Ở đây thì các bạn cần phải add smart contract. Thì mình đã copy sẵn smart contract đây rồi. Thì mình sẽ đặt ở phần mô tả video cho các bạn nhé. Thì các bạn vào cái phần ở đây này, hai vạch này. Các bạn chọn vào phần tìm kiếm, các bạn add smart contract của cái đồng token. Đấy, thì các bạn sẽ thấy được là cái đồng token nó sẽ hiển thị đây. Các bạn bật nó lên, ấn vào. Thì các bạn sẽ thấy được số dư của chúng ta nằm ở đây là 1 triệu MVEDA. Chúng ta đã nhận được rồi. Ok, rất là đơn giản như vậy thôi. Đấy, các bạn quay trở về ví của các bạn thì các bạn có thể kiểm tra được cái ví của các bạn ở đây. Đấy, số dư các bạn nhận được. Đây chính là một cách chung cho các bạn để có thể tham gia được tất cả những kèo kèo AirDrop claim cái token hoàn toàn miễn phí
Từ các cái dự án Binance Smart Chain ở trên ví Trust Wallet nhé. Các bạn sẽ làm chung cái form này giống như thế này cho mình. Đấy, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn về cách tham gia chương trình Aerobe nhận 1 triệu token MVDA. Hy vọng là các bạn sẽ làm thành công. Những gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video nhé. Cảm ơn các bạn, còn bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại. Nhớ nhé, nhấn đăng ký, nhấn like, comment, chia sẻ kiến đóng góp của bạn để giúp cho channel phát triển hơn nữa. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.